Đây anh em này, chỉ số cuối này, 349 này. 970 với 349. Đây anh em nhá, hôm nay chuyển thuê bao khá là xa này. Đầu này chỉ số này, 1003 này, 1000. Coi như là 1000 mét. Mấy nay thì chỉ còn mấy cái thuê bao xa xa như này, mấy chị em tư vấn viên kiếm được mấy thuê bao xa quá. Thuê bao xa này thì phải triển khai một tầm 2 tiếng anh ạ. Sáng nay thì thuê bao này thì đo trên Google là hơn 600 mét. Ở đây là một cái khu vườn này nhé ạ. Từ mùng 1 tháng 8 khi mà triển khai thuê bao mới thì anh em phải mất 300.000 tiền phí, đây phí hòa mạng anh em ạ. Tất cả các nhà mạng đều phải mất phí hòa mạng hết. Đây anh em nhé, đây là cuộn dây mới đấy. Từ lúc 3:20. Ở đây thì may là toàn đường thẳng anh em, cho nên là kéo nó dễ. À không phải đường thẳng mà là đường đường cong nhưng mà nó ít cây cối. Đi theo mấy cái đường bờ rào như này. Nếu mà triển khai cây triển khai những cái vùng mà nhiều cây cối anh em, 300 mét đã cảm giác oải rồi. Xem men theo cái đường này. Thấy cái gì mềm mềm tượng rắn này nhậu, đi qua mấy cái điểm này sợ lắm. Nghe mềm mềm chân xong.
cao như này này. Sau rắn nó đéo đâu nó chui lên đấy, giật mình. Vườn của khách này rất là rộng. Một tủ cáp 8 thuê bao thì cho phép 2 thuê bao triển khai với hơn 400 m anh em. Thuê bao thứ ba là không triển khai được nữa. Cái chỗ này thì rất nguy hiểm anh em ạ, toàn dây leo như này. Toàn dây leo như này thì cái dây leo như này sau một thời gian là nó sẽ đè cái cáp này xuống, và khi mà người dân đi phát cỏ phát kiếc lại chặt phải thôi. Ở khu này toàn trang trại với lại nhà vườn. Đây anh em thấy không? Đó, kéo nó dễ. Nếu mà anh em triển khai 200-300 m mà thấy nhiều cây cối thì nó rất là lâu, nhưng mà 600 m, hơn 600 m như mày này, nhưng mà kéo nó dễ như này thì sẽ triển khai cũng nhanh thôi. Bắt đầu cảm giác nó nặng tay rồi anh ạ. Một thuê bao như này thì cần phải đi tập thể dục nữa anh ạ. Đây là cái trang trại nuôi vịt này. Triển khai mấy thuê bao xa thì anh em lưu ý anh em triển khai buộc chắc chắn vào nhé, sau này mà nó hỏng thì sửa nó rất là mệt.
sửa mấy thuê bao cho 600-700 mét như này thì phải có máy đo. Cái nào là đứt là phải mượn máy đo của anh em để. Ôi, kéo mệt mà không nói được nên lời nữa. Anh em nào béo bụng thì tập cái món kéo cáp này được ấy. Món này hay mà. Là cái điểm đến cái con đường và chúng ta sẽ phải dồn dây ở đây. Một khoảng này, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng, năm khoảng nữa sẽ đến tủ cáp. Anh em nhìn thấy cái tủ xa xa kia không? Năm khoảng nữa mình sẽ đo Google, đo Google để xem bao nhiêu cáp thì một tí nữa mình sẽ ra bao nhiêu cáp này. Đây em thấy không? Từ cái chấm này đấy, từ cái chấm bên này mà mình sang tít bên này rồi đấy. Đây anh em đo Google đây. Đo khoảng cách. Đây phải có một cái điểm tì, và điểm tì ở đây chúng ta sẽ tì vào cái cây anh em nhé, tì cái góc bên kia. Tì vào cây này, tì vào cây này kéo cho nó dễ. Còn anh em tì vào cái điểm bê tông kia và kéo thì dồn dây thôi, kéo nặng lắm. 200 mét, 800 đi, điểm này là điểm 8.
Dồn về điểm này 200 m. Năm bốn hai một hai ba năm bốn hai mươi hai mươi mình sẽ lấy khoảng độ tầm, mình phải dùng dây bện khoảng độ tầm 20 mét. 20 mét thì nó sẽ lên là 770, lấy 30 mét dây đi. Tí nữa mình cứ để thừa là mình sẽ dồn về đây là điểm 770, để tí nữa cắt còn bện dây 889. Ôi trời, và chúng ta phải dồn thêm 100 mét nữa mới đủ 200. Điểm chỗ này là vuông góc cho nên mình phải sử dụng hai chốt. Đây với lại băng đường nhé, cho nên anh em chốt cái điểm băng đường này trước đi.
Mấy điểm băng đường thì anh em cứ chốt cao lên nhá. Đây, cái dây thì anh em buộc một vòng như này thôi, nhưng mà anh em phải biết buộc nhá. Đây anh em buộc này, nó thành hạn một điểm, khi nào mình cứ kéo này nó sẽ dồn cái dây này về. Xe cán bộ thảo hay sao? Sếp à, lắp cho nhà bên trong. Sếp đi cẩn thận nha, có cái dây nhỏ nhỏ đấy. Nhà chú Vinh. Chú Vinh hay Vịnh gì đấy? Sát nhà anh ấy. À Vượng, Vượng. Sếp nay về sớm đấy. Bên kia sẽ nhảy qua được, kéo những cái điểm như này thì nó rất là ngại những cái đây, những cái tường rất là cao, tường rất cao khó trèo qua tường. Mấy cái công ty nó lại cho cả chai sành sứ lên trên bờ tường như này. Trong cột điện bên trong nữa chứ.
khu này rất bằng thẳng anh em nhé, cho nên thường là người ở trên Hà Nội hay về đây để làm vườn, làm trang trại các kiểu. Đây khách hàng thì họ chủ yếu họ lắp mạng để lắp camera thôi, chứ có ở trong đấy đâu mà dùng. Mấy cái điểm băng đường thì anh em cho hết sức cao, cao hết tầm, hết tầm đây cái trại vịt đấy anh em này. Cái hàng cây này rất là đẹp. Mỗi một thuê bao như này thì triển khai được 70.000 anh em nhá. Đáng đồng tiền bát gạo phết đấy. 600m, gần 700m. Trời vào cái mặt này. Vừa kéo gật thả rồi nhá, thì sang góc bên kia là được. Cái cổng ở đó, cái cổng này có 8 port, cái nhà này là thứ 8 luôn anh ạ.
đây anh em cho nó cao lên luôn đấy nhá, không tí nữa anh em kéo dây lên nó lại mắc vào trong này thì lúc đấy lại không kéo được. Đây anh cứ cài luôn, cài luôn lên cái chốc của cái cây này, lên ngọn cây này. Rồi mẹ bỏ mẹ rồi nhá, kéo nó bị đau. Nói đi cán bộ ơi. Nói đi. Đang ngủ á? Đang ngủ à? Chú đang làm.